Violet, cô ấy khá là tự tin với cái mức độ xanh xao của mình, buộc Jill phải sử dụng phong độ mới rút lui về trụ. Nhưng cái giá cho cô ấy sẽ phải trả là bị Lữ Bố truy sát. Nhưng phía sau Lữ Bố đó chính là đại ca Gidu. Đại ca Gidu đang cố gắng bảo vệ đàn em của mình. Mình đang cố gắng lớn để hỗ trợ cho anh ấy, và lao đến bằng cái nẹt điện đặt cho anh ấy một cái sóng siêu âm, và anh ấy không thể nào thoát được. Người kế tiếp nằm xuống là ai các bạn có biết không? Chính là Măng Gà. Một cái kết quá có hậu dành cho team của Olala Yaya. Xem ra lớn nổ ra tại được mid và lượng máu Valdez đang còn rất thấp, và mình hy vọng rằng cô ấy có thể ý thức được cái sinh mệnh của cô ấy đang còn mỏng manh và nhỏ bé đến nhường nào. Cô ấy đang bị Triệu Vân dí và cô ấy đã phải nằm xuống tại vùng đó, và đối tượng chúng tôi đó chính là Triệu Vân, đặt cho anh ấy cái kích nổ và sử dụng cái nẹt điện đi truy sát anh ấy. Có truy sát được không đây? Đó chính là cái khả năng làm chó rất là khó chịu đến từ Benazin. Quay trở lại giao tranh, đối tượng chúng tôi đó chính là Zephyr. Hy vọng rằng đây sẽ là một quyết định đúng đắn. Anh ta đang chịu sát thương và anh ta đang cố gắng lết lại tiếp tục chính khả năng làm chó đến từ Benazin, và anh ấy vẫn có thể chạy thoát thành công. Và đây sẽ là một sai lầm quá lớn dành cho team của Olalayaya. Team mạng được tổ chức party tại khu vực này, và thành phần nổi bật lại đây đó chính là Diêu lao vào phong độ bật phong ba, và mình xin khẳng định rằng anh ấy không có đăng ký kênh của đệ tứ này, và đây sẽ là một cái kết rất là thảm hại dành cho anh ấy. Hey guys, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh đệ tứ ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm về cái vị tướng Phoenix. Mình sẽ chính thức mở một bộ series mới về vị tướng này luôn. Vì đây là thời đại xạ thủ cho nên mình sẽ ưu tiên làm những vị tướng xạ thủ này. Và các bạn muốn mình làm về vị tướng nào, các bạn cứ việc comment bên dưới đi. Mình sẽ mở cái chế độ lọc, nghĩa là vị tướng nào được bình chọn nhiều nhất, mình sẽ tiến hành làm về cái vị tướng đó ngay và luôn luôn. Rồi, trước khi vào một cái bộ series mới nào cũng vậy, mình bao giờ cũng phải nói rõ về cái bộ kỹ năng của vị tướng đó nha. Bởi vì theo quan điểm của mình, các bạn chỉ thực sự am hiểu và rành rạo một cái vị tướng nào đó khi các bạn hiểu rõ bản chất của nó. Rồi bây giờ mình sẽ nói về bộ kỹ năng nha. Nội tại của Phoenix đó chính là ná tung. Phoenix sẽ sở hữu cái ná với một cái tầm đánh xa hơn so với những cái xạ thủ thông thường khác. Đồng thời cái nội tại này nó còn mang theo cái hiệu ứng đó là lây lan. Nghĩa là khi mà cái viên ná này trúng đối phương á, nó không chỉ là chỉ tác động lên một mình đối phương thôi, mà nó còn tác động lên đồng đội của đối phương nữa. Các bạn nhớ điều đó nha, rất là lợi hại. Rồi cái chiêu đầu tiên của Phoenix á, đó chính là kiếp nổ. Nghĩa là Phoenix sẽ quăng ra một cái sợi dây thần đặc biệt này nè, mà cái sợi dây thần này nó sẽ tự động kiếp nổ trong vòng 4 giây hoặc là sau 4 đòn đánh thường liên tiếp, tùy thuộc vào cái điều kiện nào đến trước nha. Và những đối phương mà dính phải cái sợi dây thần này nè thì sẽ bị lãnh một lượng sát thương vật lý rất là nhiều với mỗi đánh thường kế tiếp đến từ Phoenix, và bạn sẽ được cộng thêm 50% tốc đánh trong vòng 4 giây. Đó, các bạn thấy rất là lợi hại đúng không? Vì vậy các bạn cần phải lên mát cái chiêu 1 này cho mình nha. Rồi cái chiêu thứ hai của Phoenix đó, đó chính là nẹt điện. Phoenix sẽ dịch chuyển một cách tức thời tới một cái vị trí theo hướng chỉ định của chúng ta và gây nên một lượng sát thương vật lý nếu như mà trúng kẻ địch nha. Đồng thời những kẻ địch nằm trên cái đường đó đó lại tiếp tục lãnh một lượng sát thương vật lý theo thời gian là 0.25 giây. Đó, và chiêu cuối cùng của Phoenix đó chính là sóng siêu thanh. Nghĩa là Phoenix sẽ quay ra một cái sợi xích cực kỳ lớn như thế này này, và những đối phương nằm trong vùng bị ảnh hưởng này sẽ bị làm chậm và bị gấp đôi sát thương. Nghĩa là mỗi đòn đánh thường của chúng ta sẽ được nâng lên gấp đôi nếu như mà nằm trong phạm vi này đấy. Rất là lợi hại. Đây chính là cái bộ kỹ năng giúp cho Phoenix có thể ăn được những mục tiêu lớn một cách nhanh chóng, gọn gàng, rất là hữu hiệu nha. Vì vậy chúng ta cần phải sử dụng cho nó hợp lý, đúng thời điểm thì mới phát huy hết cái sức mạnh của vị tướng Phoenix này nhá. Còn cái phần cách lên đồ mình sẽ để trình bày ở phía bên dưới góc trái màn hình nha các bạn. Và phần bảng ngọc thì các bạn vào cái mục video của kênh đệ tứ á, các bạn sẽ thấy video là bảng ngọc của tất cả các tướng đó, thì các bạn xem giùm mình ha. Chứ mình không có làm một cách lộn xộn là mỗi clip nói cách lên ngọc này nọ, các bạn sẽ rất là khó hiểu đi. Mình làm một cái video tổng hợp như vậy, và Triệu Vân chắc chắn là người đầu tiên nằm xuống tại khu vực này. Rồi, nói tiếp nè. Bạn chơi Phoenix á, là bao giờ bạn cũng phải có một cái tư tưởng này cho mình. Rồng và Kinh Công là bao giờ cũng sẽ phải thuộc về team mình. Đã xảy ra cuộc hỗn chiến tại khu rừng trên, máu Violet còn rất thấp, còn tầm khoảng 1000 máu, anh ấy không trụ được dư lưỡi đao đến từ Jill. Jill team bạn đang phải cần 2 và anh ấy không đủ khả năng để làm điều này. Và cái kết cục không dừng ở đây, thậm chí chúng tôi có thể lấy được cái trụ 1 khu vực đường trên này. Tôi tin chắc là vậy. Và đây sẽ là một món quà vô giá đối với chúng tôi. Ở cái thời đại xạ thủ này các bạn, cái con rồng nó không có còn mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta giống như cái thời đại sát thủ đâu ạ. Theo cái chiến thuật của người Đài Loan á, là họ không có quan tâm mấy về con rồng. Họ chỉ cử tầm 1-2 người đến khu vực rồng thôi, KS được hay không thì tùy. Và họ tập trung vào trụ là chủ yếu. Đó là cái lối chiến thuật của người Đài Loan. Và mình nghĩ là mình nên học cái lối chiến thuật đó đi.
Sếp đã lớn nổ ra tại đường mid và lượng máu Valdez đang còn rất thấp. Và mình hy vọng rằng cô ấy có thể ý thức được cái sinh mệnh của cô ấy đang còn mỏng manh và nhỏ bé đến nhường nào. Cô ấy đang bị Triệu Vân dí và cô ấy đã phải nằm xuống tại vùng đó. Và đối tượng chúng tôi đó chính là Triệu Vân, đặt cho anh ấy cái kích nổ và sử dụng cái nẹt điện đi truy sát anh ấy. Có truy sát được không đây? Đó chính là cái khả năng làm chó rất là khó chịu đến từ Venasin. Quay trở lại giao tranh, đối tượng chúng tôi đó chính là Zephyr. Hy vọng rằng đây sẽ là một quyết định đúng đắn. Anh ta đang chịu sát thương và anh ta đang cố gắng lết lại tiếp tục chính khả năng làm chó đến từ Venasin và anh ấy vẫn có thể chạy thoát thành công. Và đây sẽ là một sai lầm quá lớn dành cho team của Olalajaja. Hiện tại thì team mình đang giữ được một cái thế chủ động, đó là đã lấy được cái trụ đầu tiên khu vực đường trên của các bạn ấy rồi. Và Zuka và Guido đang solo kill với nhau. Venasin đang bị dí với 3-4 thành viên gì đó và anh ấy đã phải bốc hơi một cách nhanh chóng thôi. Còn tại khu vực kia thì Zuka đã hạ ngục thành công Guido tìm bạn. Điều đó đã góp phần xoa dịu đi cái nỗi đau của anh bạn Venasin khi mà bị đánh hội đồng các bạn nha. Các bạn đi rừng á, bao giờ các bạn cũng phải nhớ trong đầu cho mình á, đó là bao giờ mình cũng phải làm việc một cách liên tục. Bởi vậy cái người đi rừng khổ lắm các bạn ơi. Chơi mà gà gà là bị chửi no luôn, bị chửi sờ mờ lờ luôn vậy đó. Vì vậy chúng ta cần phải làm việc liên tục, farm liên tiếp, farm bất chấp cho mình, farm hết sức luôn. Chỗ nào có quái là đến farm ngay và luôn cho mình. Đó, đó chính là cái cách đi rừng của mình đó nha các bạn. Rồi, bây giờ có lẽ chúng tôi nên nghĩ đến cái việc con rồng đi. Và team bạn tập trung khá đông tại khu vực đó hay gì đó, chính xác là như vậy. Và Laura cô ấy đang đến và cô ấy đã cơ ớt thành công con rồng, thật là ảo diệu các bạn ạ. À, thật là không thể nào tin nổi, Laura một mình cô ấy cân 4 và có thể cướp được con rồng đó, quá là may mắn đi. Team bạn tập trung khá đông tại khu vực dưới, mình đang cố gắng đến sớm để hỗ trợ ông nội đây. Và khi mình đến buổi tiệc của Tàn Trăng, không, máu dè biết còn rất thấp, đặt cho anh ấy một cái kích nổ Goodbye Baby. Và người kế tiếp nằm xuống tình chắc không ai khác, đó chính là đại ca Guido. Và xác suất là 99.9% chúng tôi sẽ có được cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới này. Điều đó hoàn toàn là một điều chắc chắn, không thể nào chối từ được các bạn ạ. À, và đâu đó thập thon bông sen của Zeal, không, đây chính là Venasin định cân tim à. Anh ấy mắc phải một chứng bệnh đến ảo tưởng sức mạnh, anh ấy đang cố gắng chạy và chạy thành công nhờ cái nội tại của mình nha. Và tại khu vực khác thì Zeal đang truy sát Violet, còn đây chính là Triệu Vân tấn công vào Zuka. Tất cả mọi người đều nằm trong cái sóng siêu thanh của mình, đây là một lợi thế. Triệu Vân đang phải gánh chịu nguồn sát thương, đó chính là con đường sám hối và đấu cánh thường khiến là khiến anh ấy về trời. Laurea đang bị chủ bắn nhưng nguồn sát thương là chưa đủ. Tình hình này team đang hòa hảo với nhau chăng? Không, đó chính là Guido. Anh ấy đang rất là ức hận và muốn báo thù. Vụ nổ vàng anh ấy rất chuẩn vào Violet, bàn tay vàng cấu rỉa một lượng máu rất nhiều, bộc phá Violet lên bảng. Guido sử dụng vương bất vàng nhưng mình đã kịp né nguồn sát thương đó bằng cái nẹt điện và anh ấy sẽ phải trả giá cho hành động này. Một pha xử lý rất bình tĩnh và ảo diệu đến từ Olalajaja. Mình có một cái lưu ý đầu tiên muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi mà đối mặt với những cái vị tướng khống chế cứng như là Guido đồ đó, là các bạn hãy mua ngay và luôn cho mình cái đôi giày kiên cường miễn giảm khống chế là 35% đó nha. Và khi mà thấy đột nhiên nó lao tới là các bạn nhớ thủ sẵn đi, đặt cái ngón tay ngay cái chiêu 2 đi để mà chuẩn bị thoát khỏi cái vương vất vàng của nó đó. Đó là cái điểm lưu ý đầu tiên nha các bạn. Mà không phải chỉ một mình Guido đâu, mà có thể là Alistair chẳng hạn. Gặp những vị tướng khống chế cứng, thủ sẵn đồ dài, đặt ngón tay sẵn ngay cái chiêu 2 cho mình liền. Nhớ nha, lưu ý đầu tiên. Giao tranh đã nổ ra và Olajaja định đến hành chiến cùng với anh em đây. Và có tất cả 4 người, mình đặt một cái sóng siêu thanh, tất cả thành viên đều nằm trong phạm vi của sóng siêu thanh. Nhưng vấn đề ở đây là mình đang được reserve bắn rất nhiều. Guido sử dụng vương vất vàng nhưng chủ yếu để làm đẹp mà thôi. Và anh ta đã tháo chạy thành công. Còn tại khu vực này thì Zeal đang cố gắng lết nhưng không lết được Rem ơi. Với một cái mức độ sốc đam rất là lớn đến từ Olajaja, đạn xuyên đấu Valet đã hạ ngục thành công Guido tiên bản. Và Zephyr đang cố gắng tháo chạy nhưng con đường sám hối đã làm chậm anh ấy và anh ấy có thể chạy về thành công nhờ cái bộ kỹ năng rất là trâu bò của mình. Còn tại khu vực kia thì Venasin đang bị bao dây với 3-4 thành viên, đang cố gắng cầu kéo thời gian đỡ dây nào hay dây đó. Và kỳ tích đang xuất hiện, đã hạ ngục thành công Violet thì mình, đó chính là một cái sự nỗ lực và cố gắng phi thường đến từ Venasin. Rồi cái lưu ý thứ hai dành cho mọi người nè, đó là trong xảy ra giao tranh tổng á, anh em cần phải lưu ý sử dụng cái chiêu sóng siêu thanh này cho nó hữu hiệu, bằng cách là anh em phải biết cách phán đoán hướng đi của kẻ địch. Mà có được cái cách phán đoán này từ đâu là cái anh em phải thực chiến nhiều vào, đấu nhiều vào, từ từ chúng ta sẽ có cảm giác. Chuyện đó nói sao, bây giờ giao tranh xảy ra rồi, đã đánh nhau y xèo tại khu vực này. Triệu Vân đang đến nhưng hoàn toàn không để ý đến mình. Vương Phước Vàng ghi đâu khóa được 3-4 thành viên nhưng điều đó là hoàn toàn vô nghĩa đi. Và Zeal tiên bạn đang đến bật cho mình cái phong ba, mình nên được kịp lết về đồng đội. Và Triệu Vân tiên bạn chắc chắn sẽ là người đầu tiên nằm xuống. Người thứ hai là ai, không ai khác, Trầm Trọng Lực thi triển và Zeal không còn cửa lui bạn ạ. Và một pha xử lý rất bình tĩnh đến từ Zuka xứng đáng nhận được một pha double kill. Team bạn lúc nãy đang mắc phải một lỗi lầm rất là lớn, đó là xảy ra giao tranh tổng các bạn ấy hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của mình. Mình là một người xạ thủ đi rừng thì các bạn biết cái mức độ sốc đam nó cỡ nào chứ hả? Đi rừng xạ thủ là sốc đam cực kỳ kinh khủng luôn mà các bạn ấy không để ý đến mình luôn.
Đây có kèo đây các bạn, đó chính là Ben Asen và nấy thi chuyển kỹ thuật đó là ôm trụ, chắc chắn rồi. Và đó chính là không kích chủ yếu để hù dọa Laura mà thôi, mà cô ấy không hề nao núng và sợ về vấn đề đó. Liên tiếp sử dụng cái đôi cánh thuần khiết mình để cấu rỉa từ xa, Triệu Vân đang đến, sử dụng long kích lên người mình, bật cái sóng siêu thanh làm chậm được ba người, có sóng sót hay không đây? Và khả năng làm chậm của Ben Asen là quá khó chịu đi, đang cố gắng lết về nhà hạ ngục thành công giai phía tim bạn. Cố gắng lết có sóng hay không này, chắc chắn là không rồi, vì 3-1 mà. Nhưng sóng vẫn chưa yên, biển vẫn chưa lặng, và Laura bật cho mình cái đài sám hối và tấn công Ben Asen hạ ngục thành công anh ấy. Và người kế tiếp lại đây mình tin chắc đó chính là Jill hay không? Triệu Vân tim bạn nên đến, Jill là người thứ hai nằm xuống và Gidu đang cố gắng lết bằng tất cả sức bình sinh, một mình Laura đang định cân hai. Và cô ấy có thành công hay không đây? Mình hy vọng một điều kỳ tích sẽ xuất hiện, và dường như cô ấy vẫn còn đang rất râu. Ben Asen nên đến và Violet cũng đang đến, cố lên, cố lên, hy vọng sắp đến rồi, chắc chắn là vậy sẽ hạ ngục thành công Triệu Vân tim bạn, là thành viên cuối cùng. Rồi mình nói tiếp cái lưu ý thứ hai nè, lúc nãy mình nói tới phán đoán đúng không ạ? Mình nói tới cái chiêu cuối sóng siêu thanh là các bạn phải phán đoán, mà để có được cảm giác phán đoán đó các bạn phải thực chiến nhiều vào, đánh càng nhiều vào chúng ta sẽ có được một cái cảm giác đó. Và các bạn lưu ý những cái vị trí mà các bạn sử dụng sóng siêu thanh lên, đó là những vị trí sát thương chủ lực của team. Và có một cái điều kiện là như thế này, đó là các bạn phải tập trung vào cái trung tâm của team bạn đấy, trung tâm team bạn, dục vô đó nó sẽ làm chậm được nhiều người hơn và mang lại nhiều lợi thế hơn cho chúng ta. Điều đó rất là hữu hiệu đúng không ạ? Và bắn sẽ rất thấm hơn. Rồi team mình đang bị lùa, đang bị dí một cái thảm thương này, nhưng không sao, ồ là Gia Gia đang đến đây và mình sẽ hỗ trợ đồng đội hết mình. Gia Pitch lao vào với cái liên kết nhưng chủ yếu để làm màu trước khi chết mà thôi, mình khẳng định như vậy đấy. Và anh bạn Guido cũng vậy này, Vương Quốc Hoàng không có hiệu ứng gì cả. Diều lao tới bật cho mình cái phong ba để tấn công mình, nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm, mình tháo chạy rút lui. Guido đang nằm trong phạm vi của sóng siêu thanh và đấy sẽ phải bốc hơi một cách nhanh chóng. Mình rất tự tin vào sức mạnh của Laura đã hạ ngục thành công Diều. Và tôi xin khẳng định nói rằng cái xác suất thắng trận đấu này là 99.9% dành cho team của Olala Yaya. Ăn cái trụ này đập thẳng vào nhà chính đối phương, Triệu Vân sẽ là người cuối cùng bốc hơi cùng với đồng đội của mình. Xung họp vậy mới vui đúng không ạ? Rồi bây giờ chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta rồi. Công trụ nào, chiến thắng. Kết thúc ván đấu này tại đây thôi các bạn ơi. Nhưng trụ đang bắn mình, trụ đang bảo vệ team bạn và bắn rất là thấm các bạn ơi. Zephyr đang cố gắng bảo vệ bằng tất cả sức lực của mình. Anh ấy lao đến sử dụng cái không kích và anh ấy sẽ không có ngày về, mình khẳng định như vậy đấy. Bởi vì cái mức độ sốc đam của Olala Yaya là quá kinh khủng đi. Lượng máu mình chỉ còn tầm khoảng 2.000. Mình chọn giải pháp là vào rừng farm để tích máu tiếp thôi. Và tại khu vực đó thì Yuka đang một mình cân 3, cân 4 gì đó. Anh ấy có đủ khả năng hay không đây? Chắc chắn là không rồi. Jill, lưỡi đào của Jill quá lợi hại đi, đã hạ ngục thành công anh ấy. Và chúng tôi quyết định tập hợp một lần nữa. Và Ven Hạt Xiến tiếp bạn tấn công hơi sâu, bị làm chón không thấy ngày về em ạ. Anh ấy lên bảng quá nhanh, mình không kịp nhìn thấy tên anh ấy là gì nữa. Vụ nổ vang từ Gidu khá là chuẩn xác đấy anh bạn ạ. Và Triệu Vân mắc phải một chứng bệnh đó là tờ sờ mờ lao đến như một mũi tên, và anh ấy cũng sẽ phải bốc hơi nhanh chóng như tốc độ của một mũi tên mà thôi. Điều đó là chắc chắn rồi. Và hiện tại team bạn đang ở cái tình thế là thiếu người và mất đi hết hai cái trụ cuối cùng khu vực nhà chính này. Zephyr đang đến và cái nỗ lực cố gắng anh ấy là giết được Ben Asen đã thành công, và anh ấy sẽ phải trả giá cho hành động này là chắc chắn rồi. Gidu sử dụng vũ phàng giống như là một hình thức tử hình dành cho anh ấy mà thôi. Team bạn đã mất hết người, chỉ còn một mình Jill, liệu rằng Jill có đối phó được hay không đối với team mình, đó là một câu hỏi lớn. Hiện tại bây giờ là phút thứ 12 và mình chưa muốn kết thúc ván đấu tại đây các bạn ơi. Sao đầu hàng nhanh thế nhờ? Mình vẫn còn rất nhiều điều muốn chia sẻ và tâm tình với các bạn. Chúng ta sẽ làm thêm một ván nữa nhé. Các bạn đừng chuyển kênh nhé, mình sẽ quay trở lại với các bạn sau vài giây nhé. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Đệ Tứ ha. Chúng ta sẽ làm tiếp tục cái bộ series về cái vị tướng Phoenix. Thực sự cái bộ series của vị tướng Phoenix nó đã kết thúc ở cái clip trước rồi, nhưng mà mình cảm thấy mình còn rất nhiều điều muốn chia sẻ và tâm tình với anh em, cho nên mình sẽ tiếp tục làm cái video này ở đây. Thực sự mà nói, các bạn muốn chơi tốt vị tướng Phoenix á thì các bạn phải hiểu rõ được cái combo chuẩn của nó. Bây giờ mình sẽ chia ra làm hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là khi chúng ta chưa có được level 4, và cái trường hợp thứ hai là chúng ta đã có được level 4, đã có được chiêu cuối nha. Rồi bây giờ trường hợp đầu tiên nè, khi chưa có được level 4 thì các bạn sử dụng một combo như thế này, đó là 1-2. Dùng cái chiêu 1 để mà cấu rỉa tấn công kẻ địch từ xa thôi. Và tấn công cấu rỉa chúng ta phải đứng ở cái vị trí nào, các bạn phải nhớ rõ nha, đó là đứng ở phía sau team chúng ta là vị trí thứ nhất. Đứng ở phía sau hoặc là ở trong bụi đó, đứng trong bụi cây rồi đó, để mà cấu rỉa từ xa. Đó, đó là hai cái vị trí chủ chốt mà các bạn nên đứng đi. Tại sao mình lại đứng trong bụi? Bởi vì Phoenix nó có một cái khả năng đặc biệt, đó là cái tầm đánh nó xa hơn những cái xạ thủ khác. Vì vậy chúng ta phải đứng trong bụi, chúng ta cấu rỉa nó cũng rất là hiệu quả đi. Lưu ý trong xảy ra giao tranh tổng các bạn cũng áp dụng hai cái vị trí này cho mình á.
Rồi, rồi khi mà các bạn cảm thấy gặp nguy hiểm gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái chiêu nẹt điện để tháo chạy và rút lui. Và tháo chạy và rút lui tại những vị trí nào? Đó là vị trí sau tim của mình, về tim của mình hoặc là về trụ. Chứ đừng có mà hổ báo lao thẳng về tim địch nha. Thì cái kết cục như thế nào chắc hẳn các bạn cũng đã biết đúng không ạ? Mình không cần phải nói. Vân có hai thành viên trên mạng tập trung tại khu vực này. Mình đặt một cái sóng siêu thanh làm chậm và làm chóng được ven hàng xỉn, nhưng mình không có dám thọt hơi sâu bởi vì có Gidu team bạn bảo kê tại khu vực này. Gidu team mình sử dụng bàn tay vàng rất là chuẩn, làm chóng được hai thành viên trên mạng. Và vụ nổ vàng ở đấy hoàn toàn vô tác dụng trước năm lính rồi. Và ven hàng xỉn không để đến mình, đó là một lợi thế. Gidu team bạn đang đến support, mình phải e dè trước sức mạnh của anh ấy. Và mình đang núp bụi và bắn rất nhiều, bắn reserve, sử dụng kích nổ lên người anh ấy. Và mình khẳng định rằng anh ấy sẽ phải sốc đam một lượng rất là lớn đây, chắc chắn là vậy, và sẽ không có ngày về. Và người thứ hai là ai? Gidu lao đến, mình sử dụng nẹt điện để tháo chạy rút lui và thành công né ngu sát thương đến từ Gidu. Đặt một cái sóng siêu thanh, Gidu đang nằm trong cái phạm vi của sóng siêu thanh, và đây sẽ là một cái hố tử thần dành cho anh ấy. Một pha xử lý rất bình tĩnh và ảo diệu đến từ Olalayaya. Và cái kết cục vẫn chưa dừng ở đây, và thậm chí chúng tôi có thể lấy được cái trụ một khu vực đường dưới này, nhưng có sự hỗ trợ và bảo kê từ Venasin. Đây là một cái điều rất là khó khăn dành cho chúng tôi đây. Trụ đang bắn mình buộc dùng nẹt điện để tháo chạy rút lui, và hiện tại lính chưa tới. Có lẽ chúng tôi khó có thể lấy được cái trụ này rồi các bạn ơi. Gidu đang công trụ và anh ấy đang bị trụ bắn. Một hit nữa thôi, anh ấy sẽ phải lên bảng. Anh ấy vẫn có thể sống sót nhờ cái nội tại boost up của mình. Rất là may mắn. Đây, mình chia sẻ với các bạn cái lưu ý thứ ba nè. Đó là khi mà xảy ra giao tranh tổng á, gặp những team biết chơi, team rồ á, thì họ sẽ tiến hành ám sát những xạ thủ trước đúng không? Chẳng hạn như là chúng ta đi, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta đặt cái sóng siêu thanh ngay chỗ vị trí của chúng ta đứng luôn. Đó, nhớ nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái chiêu 2 dịch chuyển về phía team mình, hoặc nếu không có thì dịch chuyển qua lầm bụi gì đó, khô máu đối phương luôn, chứ đừng có chạy không thể nào thoát nổi đâu. Zil và Manga đang solo kill với nhau, mình Olalayaya định đến hỗ trợ đồng đội đây. Đặt một cái sóng siêu thanh bảo vệ thành công anh ấy, hồi máu được di chuyển và Zil chọn giải pháp rút lui. Đây chính là một cái sự lựa chọn rất là đúng đắn dành cho Zil. À, mình chợt nhớ ra còn một điểm lưu ý mà mình chưa nói hết, đó chính là cái combo thứ hai dành cho cái vị tướng Phoenix này. Khi có được cái level 4 rồi, các bạn sẽ dùng chiêu 1 để mà cấu rỉa từ xa thôi, xem tình hình như thế nào. Nếu như mà xảy ra một đợt giao tranh tổng gì luôn thì anh em sử dụng cái chiêu cuối, tức là cái sóng siêu thanh á, và tập trung vào những cái vị trí sát thương chủ lực của team và trung tâm của cái trận đấu nha. Rồi nếu như mà gặp những vị tướng sát thủ gì đó ám sát chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu 2, tức là cái chiêu nẹt điện á, để tháo chạy rút lui thôi. Thì xem xét tình hình như thế nào mà anh em phối hợp cái chiêu cho nó hợp lý nhất nha, chứ đừng có dại mà dục chiêu cuối nha. Chiến tranh sắp nổ ra tại rừng dưới, và đó chính là Zil đặt cho nấy một kích nổ, chọn giải pháp đi lòn phía sau. Đó chính là một sự lựa chọn thông thái của nấy, nhưng phải tốn một khoảng thời gian là tương đối. Manga sử dụng độc tố chủ yếu để làm chậm mà thôi, không có ảnh hưởng sát thương gì cả. Và giao tranh sắp xảy ra tại khu vực này, Vena sẽ làm chóng Manga team mình, đó chính là một thành công của nấy. Vẫn hai bên là đang dâm dìa và trao xả chiêu thức mà thôi. Gidu team bạn chơi rất tốt, làm chóng được hai người, và Gidu team mình cũng không tệ nhá. Và Manga team bạn chơi quá ghê, phán đoán được từng hướng di chuyển của mình. Mình có lời khen dành cho nấy. Và tại khu vực rừng trên đang xảy ra cuộc hỏi thăm bạo lực giữa Yafis và Lữ Bố, và Gidu team mình lao tới sử dụng vương quốc vàng. Gidu team bạn bốc hơi một cách quá nhanh đi, và team mình đang lên, lính đang lên, và chắc chắn chúng tôi sẽ có được cái trụ này. Lính đang tới và cái trụ này sẽ thuộc về chúng tôi, đó là một điều hiển nhiên thôi các bạn ạ. À, đã thuộc về, và chúng tôi đang chơi một trò chơi, đó được gọi là trò chơi lùa dịch. Con dịch đầu tiên bị lùa sẽ là Manga, anh ta đang cố chống cự nhưng bụng bự rồi em ơi. Liệu rằng có bắt chính con dịch thứ hai và con dịch thứ ba hay không đây, đó lại là một câu hỏi lớn. Cái lưu ý thứ tư mà mình muốn chia sẻ với các bạn á, đó là các bạn hãy hạn chế dùng cái chiêu 2 nè, tức là cái chiêu nẹt điện nè. Chúng ta sẽ sử dụng khi mà dọn quái rừng và chúng ta có cái cảm giác được là team bạn nó không có ở gần đây nha. Là chúng ta sử dụng cái chiêu 2 này để mà đến cái vị trí con quái rừng một cách nhanh chóng và dọn nó một cách nhẹ nhàng nhất nha. Ngoài ra, khi mà ở trạng thái gần với giao tranh, gần với team bạn á, thì các bạn hạn chế sử dụng chiêu 2. Bởi vì sao? Bởi vì chiêu 2 này, nẹt điện này, nó sẽ là một cái lá bùa hộ thân cho chúng ta. Khi mà xảy ra những đợt giao tranh tổng, thì những cái sát thủ thường ám sát chúng ta, cái chiêu 2 này sẽ giúp chúng ta tẩu thoát và chạy trốn một cách thành công nhất. Nhớ nha anh em, hạn chế dùng chiêu 2 và cái chiêu cuối này nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta có thể khống chế đối phương nữa. Và bây giờ mình đang rất cần cái lá bùa xanh. Valdez ơi, xin lỗi bạn nha, cho mình xin cái lá bùa xanh nha. Mình rất cần để hỗ trợ gánh team bạn à. Rất xin lỗi bạn nha. Đôi lúc có những thứ chúng ta phải bất chấp có được để vì một cái mục tiêu lớn, thậm chí là phải xung đột và xích mích với đồng đội. Các bạn phải nhớ cái câu slogan này nè: nơi nào có lính, nơi nào có quái là nơi đó có ta. Nhớ nha các bạn. Vâng, và anh bạn Gidu, anh ấy đang rất là tự hào, tự cao và khoái chí rằng mình đã ăn được cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới này. Nhưng anh ấy đâu biết được rằng đồng đội anh ấy đang phải vất vả tại khu vực này và có thể là sẽ gặp phải nguy hiểm.
chúng tôi đang set up chuẩn bị cho một pha băng trụ, và đây chính là cái khả năng cấu rẻ rất là kinh khủng đến từ Olalayaya với quân bài Phoenix và Violet, và buộc team bạn phải e dè trước sức mạnh đó. Hiện tại thì tụi mình đang phải nén lại để chờ một chút thời cơ cho lính lên mới có thể ăn trụ một cách suôn sẻ. Rừng team bạn đang đến lao vào phòng môn độn và bật phong ba, nhưng chủ yếu để làm màu trước khi chết mà thôi, không có sát thương anh bạn ạ. Mình tặng cho anh ấy một cái sóng siêu thanh giống như là một món quà sinh nhật, và cái trụ này sẽ mất đi. Nhưng vấn đề ở đây là Gidu đang đẩy lẻ và chúng tôi đang đến để hỗ trợ anh ấy trên con đường đến thiên đàng một cách nhẹ nhàng và suôn sẻ nhất. Tôi khẳng định rằng anh ấy không còn đường lui và anh ấy sẽ phải nằm xuống trong vòng 7 giây nữa mà thôi. Chắc chắn là vậy. Đặt một cái sóng siêu thanh như là một cái hố tử thần mà bất kỳ ai nằm trong đây đều cũng phải lên bảng và bốc hơi một cách nhanh chóng mà thôi. Khang và rác cổ họng quá anh em ạ. Xin phép anh em cho mình uống miếng nước nha, rồi mình sẽ bình luận tiếp. Có một sự thật là dường như Lữ Bố Manga đang muốn đoàn tụ cùng với đại ca Gidu ở trên thiên đàng, và tất nhiên là mình không có một lý do gì để mà ngăn cản cái niềm ước muốn và đam mê cháy bỏng các bạn ấy. Manga bị cấu rẻ rất nhiều, nhưng phía sau lưng mình là fan hàng xịn chấp nhận hy sinh để bảo vệ cho Manga. Chứng kiến cái chết quá thương tâm, Manga mình tin chắc rằng anh ấy sẽ bị cắn rứt lương tâm trong vòng mấy tháng liền. Có những sự hy sinh đơn giản chỉ là mình thích, nhưng cũng có những sự hy sinh là vì một khao khát lớn, là vì nuôi mầm một hoài bão lớn, một tương lai sáng rạng. Và đó chính là sự hy sinh của Ben Hạch Xỉn, là vì muốn Manga tỏa sáng, muốn Manga gánh tem. Thôi quay trở lại vấn đề chính ha, bớt nói xàm lại đi. Rồi bây giờ nè, về cái thứ tự lên chiêu, anh em lên mát cho mình cái chiêu 1 và cái chiêu 3. Đây là hai cái bộ kỹ năng bá đạo của vị tướng Phoenix này, mà khi sử dụng đúng thời điểm nó sẽ mang lại một cái hiệu quả cực kỳ đáng ghê gớm. Đồng thời ngược lại, nếu như mà chúng ta sử dụng sai thời điểm thì sao ạ? Thì chắc chắn rằng nó sẽ trở thành một cái con dao hai lưỡi dành cho chúng ta và dành cho team. Mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt tại khu vực này, và giao tranh lớn sắp nổ ra. Ben Hạch Xỉn nằm chọn được Violet thì mình một khoảng thời gian tương đối, Gidu thì mình bắn rất chuẩn vào siêu team bạn. Và chuyện gì đây? Và Gidu team bạn thọt hơi khá là sâu, và anh ấy nên nghe bài hát Không Thấy Ngày Về của Lã Phong Lâm đi là vừa. Tôi tin chắc là như vậy đấy. Và chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi lùa dịch nhé. Con dịch kế tiếp bị lùa sẽ là ai đây? Team bạn đang tháo chạy dần dần, và Manga đang bị bắn, bị lết rất nhiều, dính phải cái nội tại kích nộ, và anh ấy đang cố gắng lết về trụ. Có lết thành công hay không đây? Anh ta vẫn có thể sống sót được các bạn ơi, rất là may mắn. Và team bạn đã tháo chạy hết, đồng nghĩa với cái việc cái trụ này sẽ mất đi, và thậm chí là một hàng trụ luôn các bạn ạ. Chúng tôi đang thi triển kế thuật đó là phụ nhau tranh trụ cho những xạ thủ bắn nát team trụ luôn. Rồi, chiến thắng đang rất là cận kề đối với chúng ta rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đập thẳng vào nhà chính đối phương, và chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta, thuộc về team của Olalayaya. Team bạn đã tổ chức party tại khu vực này, và thành phần nổi bật lại đây đó chính là Diều Lao và Phong Độn bật phong ba. Và mình xin khẳng định rằng anh ấy không có đăng ký kênh của đệ tứ này, và đây sẽ là một cái kết rất là thảm hại dành cho anh ấy. Tội nghiệp với anh bạn Diêu ghê, phải chia anh ấy có đăng ký kênh đệ tứ và có xem video đệ tứ thì chắc có lẽ anh ấy đã không có được những cái hành động hổ báo như vậy rồi. Và các bạn mà xem video nếu chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha. Và mình xin khẳng định với mọi người rằng mình sẽ không phụ lòng các bạn, sẽ không để cho cái thời gian và công sức của các bạn nhấn vào cái nút đăng ký đó trở nên lãng phí đâu ạ. Mình rất muốn kênh đệ tứ này sẽ trở thành một thương hiệu cá nhân của mình. Và để làm được điều đó, mình cần rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn, bằng cách các bạn nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nhấn comment mỗi khi video xuất hiện. Đó sẽ là nguồn động lực rất lớn đối với mình. Mình rất khao khát một ngày nào đó, khi nhắc đến Liên Quân, các bạn sẽ nghĩ đến kênh đệ tứ. Và cái khao khát đó còn vươn xa hơn nữa, khi một ngày nào đó mình đứng lên và nói với mọi người rằng tôi là chủ kênh của Liên Quân Mobile, đệ tứ. Violet cô ấy khá là tự tin với cái mức độ xanh xao của mình, buộc Jill phải sử dụng phong độ mới rút lui về trụ. Nhưng cái giá cho cô ấy sẽ phải trả là bị Lữ Bố truy sát. Nhưng phía sau Lữ Bố đó chính là đại ca Gidu. Đại ca Gidu đang cố gắng bảo vệ đàn em của mình. Mình đang cố gắng lớn để hỗ trợ cho anh ấy, và lao đến bằng cái nẹt điện, đặt cho anh ấy một cái sóng siêu âm, và anh ấy không thể nào thoát được. Người kế tiếp nằm xuống là ai các bạn có biết không? Chính là Manga. Một cái kết quá có hậu dành cho team của Olalayaya. Phút thứ 10, hiện tại tỷ số là 14-1. Tôi đang xem cái quái gì đây anh em? Một cái chiến thắng gần như là thuyết phục rồi. Và có lẽ bây giờ chúng ta nên kết thúc ván đấu một cách nhanh chóng đi ạ. Đối phương không còn cửa lật kèo đâu ạ. Không, đó chỉ là xác suất thôi nha. Lật kèo vẫn có thể xảy ra các bạn ơi. 30 chưa phải là Tết mà đúng không ạ? Lật kèo vẫn có thể xảy ra, không được ý y. Mà dường như lúc nãy mình phạm phải một sai lầm là mình hơi tự cao và ý y rồi đấy.
Diêu lao vào và phong độn bật cái phong ba, nhưng nguồn sát thương là không có. Đệ tứ không thích điều này, bật cái sóng siêu thanh và xem như là một món quà sinh nhật dành cho nãy vậy. Và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có được cái trụ cuối cùng này, thậm chí là chiến thắng. Lữ bố đang đến bật cái chiến thần để hù dọa chúng tôi à? Đó là một sai lầm của anh ấy buộc phải tháo chạy rút lui. Anh ấy chạy về thành công hay không đây? Vụ nấu vàng Gidu khá là chuẩn xác, anh ấy lao đến như một mũi tên và cũng sẽ ra đi với tốc độ của một mũi tên mà thôi. Đó là điều chắc chắn. Mang ra sẽ là người cuối cùng chăng? Không, vẫn còn Lữ bố đang cố gắng chống cự nhưng bụng bự rồi em ơi. Và đây sẽ là chiến thắng đầu tiên dành cho team của Olalayaya. Vâng, và video mình đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu cảm thấy video hay bổ ích, các bạn đừng quên nhấn like and subscribe ủng hộ kênh mình nha. Và nếu là fan chân chính của mình, hãy share video này cho mọi người cùng biết. Hẹn gặp lại các bạn ở những chiến video khác. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.